sống đúng, sống đẹp. Ngày 22 tháng 8 năm 2020. Người lương thiện. Bốn phương ta về giao niềm tin mừng, cùng về đây dâng lời ta ơn Thiên Chúa. Bốn phương ta về giao niềm tin mừng, cùng về đây ta ơn lòng Chúa xa thương. Từ miền Bắc hay từ miền Trung, từ miền Nam hay nơi phương xa, cùng về đây dâng lời ta ơn. Từ thành phố hay từ thôn quê, từ đồng bằng hay đến non cao, về bên giao niềm tin mừng. Bốn phương ta về giao niềm tin mừng, cùng về đây dâng lời ta ơn Thiên Chúa. Bốn phương ta về giao niềm tin mừng, cùng về đây ta ơn lòng Chúa xa thương. Người được Chúa chữa lành thân xác, người được ơn sắp ngôi ăn năn, cùng về đây dâng lời ta ơn. Người được Chúa ban nhiều hồng ân, người được lành hết đau, về bên giao niềm tin mừng. Bốn phương ta về giao niềm tin mừng, cùng về đây dâng lời ta ơn Thiên Chúa. Bốn phương ta về giao niềm tin mừng, cùng về đây ta ơn lòng Chúa xa thương. Người làm chứng nên được tuyên dương, cùng ta ơn Thiên Chúa hôm nay, mang niềm tin muôn đời tin thánh. Niềm nhất dâng lời ta ơn, toàn dân Chúa hân hoan, về bên giao niềm tin mừng. Sống đúng, sống đẹp. Ngày 22 tháng 8 năm 2020. Người lương thiện. Trong tâm có hổ thẹn, chính là vẫn còn tồn tại hạt giống thiện lương. Người lương thiện khác với kẻ ác ở chỗ biết hổ thẹn. Người biết hổ thẹn thì có thể kiềm chế được cái tâm của mình, cảnh tỉnh bản thân để không phạm phải những sai lầm đáng tiếc. Có một vị tiên sinh nhớ lại quá khứ của mình, đã kể lại một câu chuyện. Năm đó, khi anh ta đang học trung học, thấy người bạn cùng bàn mua một chiếc đồng hồ thì rất ngưỡng mộ. Bởi vì thời đó có thể đeo đồng hồ đã là một điều rất đặc biệt. Không lâu sau, trong lớp cũng có rất nhiều người mua đồng hồ. Thế là anh ta cũng muốn mua một chiếc. Cuối tuần, anh trở về nhà, lấy hết dũng khí để nói với mẹ về việc mua đồng hồ. Mẹ anh nói: "Con ơi, nhà mình cháu còn không có mà ăn, lấy đâu ra tiền mà mua đồng hồ?" Điều đó khiến anh ta vô cùng thất vọng. Nhưng khi cha của anh hỏi rằng mua đồng hồ làm gì, lúc này tâm hư vinh đã chiếm cứ nội tâm, anh liền nói dối cha rằng vì chuẩn bị cho kỳ thi đại học, nếu có đồng hồ thì sẽ sắp xếp được thời gian của mình, nếu không có sẽ rất bất tiện. Sau khi đưa ra lý do xong thì không thấy cha nói gì, chỉ thấy cha ngồi trước cửa hút thuốc, vẻ mặt trông rất buồn. Anh ta đành rầu rĩ quay trở lại trường học. Vài ngày sau, mẹ đến trường tìm anh và lấy ra một túi nhỏ. Vật trong túi nhỏ được bao bọc rất kỹ. Người mẹ phải mở từng lớp và lấy ra một chiếc đồng hồ đưa cho anh. Chiếc đồng hồ mới tinh. Anh ta rất vui mừng, lập tức đeo ngay lên tay. Mẹ anh dặn phải quý trọng chiếc đồng hồ này. Anh tiễn mẹ ra cổng trường và hỏi: "Tiền đâu mà mua chiếc đồng hồ này?" Người mẹ buồn rầu nói: "Chả còn đi bán máu lấy tiền mua đồng hồ cho con đấy." Anh lập tức thấy nghẹn ngào.
cái đồng hồ này được đánh đổi bằng máu của cha mình mới có được. Anh cảm thấy rất tội lỗi và tự trách mình vì cái gọi là hư danh mà anh đã buộc người cha phải đổi bằng máu. Sau khi mẹ đi, anh liền hỏi các bạn học của mình xem có ai muốn mua chiếc đồng hồ này không. Anh bán với giá gốc. Mọi người hỏi tại sao không đeo mà bán làm gì. Anh ta không muốn nói sự tình cho ai biết. Bạn anh không ai tin, cứ cho rằng đồng hồ đeo tay có vấn đề gì đó nên không ai muốn mua nó. Không còn cách nào khác, anh đành tìm thầy giáo chủ nhiệm trình bày hết mọi chuyện cho thầy, mong thầy giúp đỡ đem bán chiếc đồng hồ này. Thầy chủ nhiệm xem xét chiếc đồng hồ và nói rằng đúng lúc thầy cũng đang cần chiếc đồng hồ nên chấp nhận mua với giá gốc. Tiền bán được đồng hồ, anh dùng để trang trải phí sinh hoạt trong 2 tháng. Chuyện này khiến trong lòng anh vô cùng áy náy, hổ thẹn và cũng trở thành một động lực lớn mạnh cho anh. Những dục vọng của anh đều bị khắc chế lại, dồn tất cả năng lực tập trung vào việc học hành. Sau đó anh thi đỗ đại học, rồi thuận lợi học xong đại học, ra trường lại có việc làm, cưới vợ sinh con. 10 năm sau, đến Tết âm lịch, anh trở về quê nhà, tìm tới giáo viên chủ nhiệm năm ấy hỏi về chiếc đồng hồ. Giáo viên mái tóc hoa râm lấy ra một túi vải nhỏ. Đó là cái túi mà mẹ anh đã gói chiếc đồng hồ. Giáo viên mở túi vải ra, lấy ra chiếc đồng hồ còn mới tinh. Anh ta rất ngạc nhiên và hỏi thầy giáo vì sao còn giữ chiếc đồng hồ này mới vậy. Thầy nói: ta chờ em về chuộc lại. Anh ta lại hỏi: sao thầy lại biết em nhất định sẽ về chuộc lại? Lỡ em không về thì sao? Thầy nói: đây không chỉ là một chiếc đồng hồ, mà bên trong nó còn chứa đựng lương tâm một con người. Không cần phải nói, lương tâm ở đây chính là sự hổ thẹn của một đứa con khi hiểu được nguồn gốc chiếc đồng hồ của cha mình mua cho. Hổ thẹn khiến người ta biết hối lỗi về bản thân mình, biết kiểm điểm những việc làm đúng sai của mình. Người trên thế gian nếu biết đâu là hổ thẹn thì sẽ dễ dạy bảo, cũng chính là người thiện lương. Thiện lương không phải là vì ta mềm yếu. Lương thiện không phải mềm yếu hay khờ khạo. Nó chính là bản tính nguyên sơ của mỗi con người. Vậy nên, nếu có lúc cuộc sống này bắt ta lựa chọn, đừng ngại ngùng khi lựa chọn trở thành người thiện lương. Ta chọn lương thiện không phải vì ta mềm yếu, mà bởi vì ta hiểu rằng lương thiện là bản tính nguyên sơ của mỗi con người. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Làm người thì không thể chọn con đường trở thành kẻ ác. Người ác tất sẽ có báo ứng. Ta chọn nhường nhịn không có nghĩa là ta đang bị thụt lùi, mà vì ta hiểu rằng một sự nhịn chín sự lành. Nhịn một chút, sóng yên biển lặng. Lùi một chút, biển rộng trời cao. Ta chọn tha thứ không phải vì ta nhu nhược, mà bởi vì ta hiểu rằng tha thứ là một trong những đức tính tốt đẹp nhất trên đời, không bao giờ là sai cả. Ta chọn tha thứ còn một nguyên nhân nữa, không phải vì ta không giữ vững lập trường, mà bởi vì ta hiểu rằng mọi chuyện không nên làm tận, làm tuyệt. Ta chọn khờ khạo không phải vì ta khờ khạo thật, mà bởi vì ta hiểu rằng khi đối diện với hiểu lầm, oán ức, bất công,
thì không nên so đo tính toán quá, cứ nở nụ cười mà lặng nhìn thế thái nhân tình. Đôi khi giả ngốc không phải là ngốc thật, mà chỉ là muốn tạo cho đối phương thêm một cơ hội nữa. Ta chọn chân thành và lời nói thẳng thắn là bởi vì ta hiểu rằng những lời nói dối trái với lương tâm chỉ dùng để đối phó tình huống, trong khi thật lòng đối đãi, nói lời chân tình mới thật sự giải quyết tận gốc vấn đề và không có hậu họa về sau. Ta trân trọng nghĩa tình không phải vì ta quỵ lụy, mà bởi vì không nhất thiết phải vứt bỏ khoảng thời gian tốt đẹp giữa chúng ta. Cuộc đời vốn dĩ có nhiều điều dù ta có muốn hay không chúng vẫn tồn tại. Tuy nhiên, khi đối diện với cuộc đời thì bản tính của mình như thế nào mới là điều quan trọng nhất. Cuộc đời vốn dĩ có nhiều điều dù ta có muốn hay không chúng vẫn tồn tại. Tuy nhiên, khi đối diện với cuộc đời thì bản tính của mình như thế nào mới là điều quan trọng nhất. Thưa các bạn, lương tâm nếu còn, kiếp nạn sẽ rời xa. Trên đời này, có người thì bán rẻ thể lực, có người thì bán rẻ tri thức, có người thì bán rẻ bạn bè, lại có người bán rẻ sự tôn nghiêm. Đáng buồn nhất, còn có kẻ bán rẻ lương tâm của chính mình. Có người nói, lương tâm ở thời đại này quả thực là chẳng đáng một xu. Nào là thuốc giả, gạo giả, sữa bột giả, vaccine giả, thực phẩm giả, rau củ tẩm hóa chất. Chẳng phải đều là hành vi của những kẻ bán rẻ lương tâm đó sao? Nhất là trong việc kinh doanh buôn bán, nếu không dở mọi thủ đoạn thì không thể phát tài. Thậm chí có người chỉ vì chút lợi còn con mà sẵn sàng giết người, hại mạng. Bạn khuyên họ rằng, đừng nên làm chuyện thất đức như vậy. Anh ta vẫn không tin rằng bản thân là sai, mà trái lại cho rằng điều anh ta làm là một lẽ bình thường và đương nhiên. Nhiều trăm năm về trước, cổ nhân đã để lại không ít danh ngôn về thói đời suy bại của ngày hôm nay, và rằng những kẻ xấu xa suy bại ấy sẽ đối mặt với nguy cơ bị đào thải. Nhưng điều đáng buồn là con người chưa thức tỉnh, không biết chính mình đã đẩy bản thân đến bên vực thẳm của sự hủy diệt. Tổ tiên chúng ta đã để lại câu nói: thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc thôi. Hiện nay, thử hỏi còn có bao nhiêu người ghi nhớ, bao nhiêu người tin theo? Con người không tin nhân quả báo ứng. Khi tai họa ập đến thì người đang phải chịu nhận quả báo kia trông thật yếu đuối, thật đáng thương biết bao. Không thấy quan tài, không đổ lệ. Đợi đến bước cuối cùng thì có hối cũng đã muộn rồi. Đời người không có thuốc hối hận. Thời gian cũng không thể quay ngược trở lại. Mỗi người đều phải tự gánh chịu hậu quả do những việc mình làm. Con người thời nay bị đầu độc bởi thuyết tiến hóa, luôn coi bản thân mình là động vật cao cấp. Kỳ thực, con người là anh linh của vạn vật, nhân linh ư vạn vật. Điều khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật chính là có nhân tính, có lương tâm. Như vậy mới xứng đáng được gọi là người. Không phải chúng ta thường nói những kẻ tội ác tày trời là không bằng cầm thú hay sao? Con người là chân quý nhất bởi vì con người có lương tâm.
Thế thì khi người ta đánh mất lương tâm, họ đã trở thành sinh mệnh đáng thương nhất rồi. Dù cho có cầu thần bái Phật thì cũng khó tránh được kiếp nạn, bởi ông trời sẽ không bảo hộ cho những kẻ biến dị vô lương tâm. Vậy nên trước khi làm điều gì, hãy tự hỏi chính mình rằng: làm như vậy liệu có tổn thương người khác hay không? Hãy thử suy xét xem lương tâm của mình liệu có còn hay không. Lương tâm vẫn còn, thế thì kiếp nạn đã xa rời rồi. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta vừa nói với nhau, nếu lương tâm còn thì còn là con người, nếu bán rẻ chính lương tâm của mình thì mình không hơn loài cầm thú. Và sống theo lương tâm ngay lành, thiện lương, không phải vì ta mềm yếu hay khờ khạo, mà đó chính là vì bản tính nguyên sơ của mỗi con người. Nên có lúc cuộc sống này bắt ta phải lựa chọn, thì đừng ngại ngùng khi lựa chọn trở thành người thiện lương. Mà người còn thiện lương, lương tâm còn hổ thẹn, chính là người lương thiện. Lương tâm là điều mà Thiên Chúa phú bẩm trong mỗi một con người, để biết tự nhiên đã làm người thì phải biết làm lành, lánh dữ. Đã là con người thì phải biết làm điều thiện, tránh điều ác. Lương tâm Chúa phú bẩm nơi mỗi con người rồi. Cho nên khi sống theo lương tâm, chính là mình sống theo đúng thánh ý của Chúa. Lương tâm ấy cần phải được huấn luyện, lương tâm ấy cần phải được học hỏi, được đào luyện, được rèn rũa, để bén nhạy trước tiếng gọi của lương tâm, tiếng gọi của Thiên Chúa ở trong mỗi một con người. Nếu không, lương tâm người ta bảo rằng nó mòn rồi, vì nó cắn riết không thấy con người ta thức tỉnh. Nó đã chai lì rồi, vì đã quen sống trong môi trường xấu xa, vì đã không được giáo dục cẩn thận, không được đào luyện chu đáo, cho nên quen nghĩ xấu, nói xấu và làm xấu. Không còn thấy, không còn biết hổ thẹn khi mình nói dối nữa. Nói dối, nói gian mà mặt cứ chân chân, cứ trơ trơ ra, cứ tỉnh bơ ra. Làm những điều sai quấy mà không hề thấy áy náy. Nói hành nói xấu người khác, đổ vạ cao gian cho người khác. Ý có chức có quyền rồi lấp liếm sự thật, rồi hãnh diện về những cái mình đạt được một cách bất chính, và qua mắt được bề trên, qua mắt được những người trên, bởi làm láo báo cáo hay mà vẫn cứ trơ trơ ra, vẫn cứ dương dương tự đắc, vẫn cứ hãnh diện và vẫn nắm lấy những cái chức vụ đó, mặc dù không làm được, làm ngược lại nữa, mà vẫn không từ chức, mà vẫn không chịu nhường bước, mà vẫn không nhận ra lỗi của mình, mà vẫn không sửa sai, mà vẫn cố tình che giấu sự thật để giữ lấy cái ghế của mình, để giữ lấy cái mũ của mình, giữ lấy cái chỗ của mình, mà bất chấp mình hại người khác, bất chấp những lời nhắc nhở của những người khác, bất chấp những gì mà Thiên Chúa đã gửi những biến cố đến để nhắc nhở mình, hãy thức tỉnh đi. Những căn bệnh mình đang mang là lời mời gọi của Chúa nhắc nhở mình, hãy thức tỉnh, chuẩn bị cho đời sau của mình đi. Chuẩn bị cho cuộc phán xét cuối cùng mà mỗi người phải về trình diện với Chúa. Lúc đó, lời Chúa nói, con người đến trước mặt Thiên Chúa hoàn toàn trần trụi,
không che giấu, không lấp liếm được bất cứ cái gì. Mọi tư tưởng, lời nói, việc làm của mình đều phơi bày ra trước mặt Chúa, phơi bày ra trước ánh sáng. Lúc này đây còn sống là thời gian của lòng thương xót. Chúa khoan giãn những cái hình phạt, Chúa khoan giãn sự công thẳng để cho mình có thời cơ mà sám hối quay trở về. Đã không sám hối, không quay trở về, lại tiếp tục dấn sâu vào con đường gian dối, con đường gian trá, con đường làm láo báo có hay, con đường lấp liếm sự thật, con đường che giấu và qua mặt người trên, bề trên của mình. Thử hỏi, còn lương tâm hay không? Lương tâm của một con người, của một Kitô hữu, của một người đã hiến mình để phục vụ Chúa trong đời sống dâng hiến. Thử hỏi, có xứng đáng làm người hay không? Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết hổ thẹn trước những ý nghĩ xấu. Dù chưa làm, nhưng chỉ một ý nghĩ sai quấy, chúng con cũng đã thấy tự mắc cỡ với chính mình. Dù không ai biết, dù chúng con có thể che đậy được người khác, nhưng chỉ một ý nghĩ xấu, một tính toán không trong sạch, một lối sống không trung thực, một lối sống làm láo báo có hay, cũng giúp mỗi người chúng con thấy được mình đã làm không đúng với lương tâm, không đúng với thánh ý Chúa. Xin cho con được bén nhạy trước tiếng mời gọi của lương tâm là tiếng của Chúa ở trong con, để mau chóng mà hối cải, mau chóng mà cải quá tự tân, mau chóng mà quay trở về đường ngay nẻo chính. Đừng cố chấp, đừng sa đà, đừng lấp liếm che giấu sự thật để giữ lấy chức vụ, địa vị, uy tín hay danh dự của mình nữa. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, xin tha thứ cho chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen. Về giao niềm tin mừng, cùng về đây dâng lời ta ơn Thiên Chúa. Bốn phương ta về giao niềm tin mừng, cùng về đây ta ơn lòng Chúa xa thương. Từ miền Tây, từ miền Trung, từ miền Nam đến phương xa, cùng về đây dâng lời ta ơn. Thành phố hay từ con quê, từ đồng bằng hay đến non cao, về đây lên giao niềm tin mừng. Về giao niềm tin mừng, cùng về đây dâng lời ta ơn Thiên Chúa. Bốn phương ta về giao niềm tin mừng, cùng về đây ta ơn lòng Chúa xa phương. Người được Chúa chữa lành thân xác, người được ân sắp hối ăn năn, cùng về đây dâng lời ta ơn. Người được Chúa ban nhiều hồng ân, người được lành hết những thương đau, về đây giao niềm tin. Về giao niềm tin mừng, cùng về đây dâng lời ta ơn Thiên Chúa. Bốn phương ta về giao niềm tin mừng, cùng về đây ta ơn lòng Chúa xa phương. Người làm Chúa nay được tuyên dương, cùng ta ơn Thiên Chúa hôm nay mang niềm tin muôn đời tin ơn. Niềm nhất dâng lời ta ơn, cùng toàn dân Chúa hân hoan về đây giao niềm tin. Về giao niềm tin mừng, cùng về đây dâng lời ta ơn Thiên Chúa. Bốn phương ta về giao niềm tin mừng, cùng về đây ta ơn lòng Chúa xót thương.